Quý khách ơi, em quá lại tiếp tục lên sóng nha. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú anh chị em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt hết. Nên em xin phép giới thiệu một con em Panasonic SR HD102 là 1 lít IH, ngoại hình còn tương đối đẹp, ở trên đây thì xấu. Máy móc thì nguyên zin, lý do sao em bán 150 nha. Con này nó đã bị ghim điện lộn 220 ha. Giá 150 là không son, quý khách nào lấy son thì thêm em 50.000. Ngoại hình đẹp nha, đó. Không có lau chùi luôn nha quý khách, tại nó bể nó hư rồi, em không có lau chùi, bỏ công ra. Con 2012, dây nguồn ok luôn nè, đẹp luôn ha. Con này được cái nó không có bể mẻ ha, nó bị ghim điện lộn mà, nổ có bóp. Lý do sao mà em nói 150 với 200? Quý khách nào á, có phải là thợ hay là thiếu đồ á, hay là lấy đồ thì nên mình nên mua con 150 để mình lấy phụ kiện, lấy vỏ, lấy đồ ha. Còn quý khách nào có khả năng sửa xài được thì mình hãy lấy cái son, lên giá 250.000 là 200.000 ha. Mấy cái này giờ chùi rửa được ha. Son cũng còn 70-80% nha quý khách. Son này em không có bán lẻ nha. Chứ tỷ quý khách không lấy thì em lấy lại chứ em không có bán lẻ. Tại vì nồi em thiếu son dữ lắm, thiếu luôn. Giao rồi giờ bị thiếu tùm lum chân á. Em lấy cái son lại em bán lẻ á. Ủa lộn, lấy cái son lại em gáp vô mấy cái nồi của em. Rồi em xin nhắc lại ha. Cái nồi này bị ghim điện lộn 220, bị nổ. Máy móc là nguyên zin, không có sửa chữa ha. Nổ lên bán hư luôn. Giá nồi không là 150.000, thêm son là 50.000 dùm em, với cộng phí ship 30.000. Tại con này lỗ rồi, bán lỗ 30.000 tiền ship thôi. Rồi quý khách có chú anh chị em nào có nhu cầu thì liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480. Em quên thử cho quý khách nè ha. Thường thường mình ghim điện lên là nó hiện lên cái hình tam giác liền ha. Vậy nó không hiện luôn. Nè, nó chết queo luôn ha. Nó không hiện là bấm đâu có được. Rồi em xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.